Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh Quốc Thành AFK. Rồi chúng ta sẽ tiếp tục với cái video hướng dẫn cuộc thám hiểm vực thẳm kho tiềm thời gian nha. Về cái team ad ban đầu của các bạn, tại vì cái cấp độ tướng của các bạn á, nó còn phụ thuộc rất nhiều vào cái cấp độ pha lê của các bạn nữa. Các bạn có thể thấy ở đây level của mình hiện tại đang là 281. Có thể có nhiều bạn level nó sẽ cao hơn, do đó thì chúng ta sẽ có nhiều cái kiểu farm mà nó tiết kiệm tướng hơn các bạn. Ở đây thì mình không có quá nhiều tướng để cho vào, do đó cách mà dễ nhất để đầu game chúng ta farm cho dễ các bạn, đó là gì? Đó là chúng ta sẽ cho tất cả những con tướng được xem là mạnh nhất của chúng ta vào. Ở đây thì những cái con tướng mà được xem là mạnh nhất của chúng ta các bạn, thì ở đây tại vì cái con ngạc của mình chỉ đủ lực để đánh được có gọi là gì các bạn, con ngạc của mình hiện tại chỉ đủ lực đánh được cái lần 3 level pha lê 200 này, thì chưa cho phép mình đánh thị trấn 1, chưa cho phép mình chạm được thị trấn 1. Cái đó thì chúng ta chỉ chạm vào cái làng 3 là cái làng cao nhất các bạn có thể ăn nha. Nói chung là tùy vào đội hình của các bạn, tùy vào cái cấp độ pha lê của các bạn mà chúng ta sẽ chọn lựa đánh những ải như thế nào nha các bạn. Điều này nó phụ thuộc hoàn toàn vào cái cấp độ pha lê cũng như là cái đội hình của các bạn, chứ không phải là bạn kiểu như không phải là nó có một cái barem nhất định từ đầu của bạn, mà nó phụ thuộc rất là nhiều vào đội hình của các bạn ha. Đối với một số bạn mà pha lê cao thì chắc không cần phải hướng dẫn, một mình còn AC có thể chung kẹp với Atha là các bạn quẩy nát răng rồi. Rồi đây là cái vấn đề cốt lõi này. Ví dụ như các bạn có thấy ở đây Awakening Semira là con tướng mình sử dụng chính để nối đường, thì sau khi mình hết thể lực thì chúng ta sẽ bổ ra và chúng ta sẽ add lại nó vào một ô khác để chúng ta lấy lại thêm cái thể lực dành cho Awakening Semira ha. Đây là một cái mẹo nhỏ nhỏ thôi các bạn đó, tại vì nó là cái con tướng mà mình dùng để nối đường chính, do đó thì sau khi mà chúng ta sử dụng xong nó thì các bạn sẽ tháo nó ra và chúng ta sẽ cho nó lại vào một cái vị trí khác để chúng ta lấy full thể lực. Cơ bản thì đối với anh em newbie thì đầu game các bạn cứ lấy đội hình được xem là mạnh nhất của các bạn cho vào để các bạn đánh ải ha, và các bạn dùng đội hình được xe cho là mạnh nhất của mình thì các bạn cứ phan cái ải nào mà các bạn phan được thì các bạn xem là đó là cái cột mốc mà các bạn có thể phan. Dù như bạn có thể ăn được làng 2, có thể ăn được làng 3 thì các bạn cứ cho đội hình có được xem là mạnh nhất của các bạn vào thì các bạn ăn, các bạn sẽ chiếm tất cả những cái thành mà các bạn tối đa các bạn có thể chiếm, thì các bạn có thể chiếm. Ví dụ ở đây thì con ạc này thì cứ làng 3 chúng ta làm tới ha. Đây là đội hình mà mình dùng. Đúng ra thì cái vị trí của con Ana nó không tối ưu đâu các bạn, tại vì mình thử lấy Ana kẹp với cái con Atha và kẹp với con Rem hoặc là Abel, nhưng mà không đủ đam các bạn, thì thôi mình cho con Ana vào để cho nó bảo kê cái con AC một thời gian, cũng như là nó giảm tốc đối phương xuống các bạn, để cho team mình dễ đánh hơn. Đúng ra thì chúng ta sử dụng những con tướng không gian, combo tướng không gian thì nó hợp với con Rem hơn các bạn, thay vì chúng ta dùng cái combo như này ha. Nhưng mà cơ bản thì các bạn cứ chú ý chúng mình là chúng ta sẽ sử dụng một cái team mà có, nói chung là chúng ta sẽ sử dụng tướng các bạn mà chúng ta có những cái con tướng gọi là mạnh nhất trong đội hình của chúng ta để chúng ta sử dụng đánh là ok nhất ha. Rồi, tại vì mình chưa tăng bậc lên nhưng mình chưa sang cái vị trí phía bên kia được các bạn. Ở đây đó, tại vì tinh chất hiện tại là mình chưa đạt được yêu cầu, do đó thì mình chưa có qua được bờ bên kia nha. Lý do mình chưa đạt được yêu cầu là gì các bạn? Tại vì mình online muộn ha. Còn tính ạc bên server test này, sự kiện này diễn ra được vài ngày, bây giờ mình mới mô vào, mình online thì mình online muộn so với người ta, do đó hiện tại thì không thể nào mà bù được cái giai đoạn người khác được rồi nha. Nhưng mà không sao các bạn, online muộn vài ngày thì đối với sự kiện này cũng không là gì cả, không là gì cả ha. Rồi bây giờ thì chúng ta cứ chiếm full cái làng mà các bạn có thể chiếm được, nói chung là các bạn tùy thuộc vào team mình ha. Lực team mình có thể chiếm được cái làng tới đâu thì chúng ta sẽ cố gắng chiếm full cái làng đó trước đã. Ví dụ như làng 2, làng 3 hoặc là thị trấn 4 các bạn. Sorry các bạn, thị trấn 1, thị trấn 2, chiếm được cái nào đầu game thì chúng ta cứ chiếm full.
bạn nào chiếm được thị trấn 2 đầu game á, hoặc thành phố 1 đầu game thì thôi chắc không cần phải xem video hướng dẫn nữa các bạn ha. Siêu VIP siêu mạnh rồi thì đâu cần phải xem nữa các bạn. Đây. Rồi có một cái lưu ý nhỏ nhỏ, đó là khi mà chúng ta chiếm đất hay chiếm làng mộ các bạn, đội hình quá yếu thì các bạn không cần phải cho full team vào ha, chúng ta chỉ cần sử dụng một cái con tướng thôi. Một con tướng thôi để chúng ta đánh, cái này gọi là cái gọi là dùng để đi farm các bạn, thì chúng ta sẽ sử dụng một tướng thôi nha các bạn. Đối với những trường hợp đó thì chúng ta sẽ sử dụng một tướng duy nhất thôi nha. Chúng ta không sử dụng cả đội hình cũng như là các bạn không sử dụng bet trong những trường hợp này, để tiết kiệm các bạn ha. Để chúng ta tiết kiệm thịt cho nguyên team. Rồi ở đây thì team mình được mớm tận răng rồi các bạn, chúng ta được có vẻ sợ đánh không lại luôn chứ. Có con phượng kia các bạn, đánh nó bao nhiêu thì hồi máu lại bấy nhiêu. Vẫn ổn ha. Ok, chúng ta farm tiếp nè. Mấy cái team này là mấy cái team rất là tốn thịt các bạn. Tại vì Thoran là không thể nào các bạn win sớm được. Thì các bạn sẽ bị hẹo một hai tướng thì nó bị mất tướng mà. Như cái con Ram của mình thì hẹo đó. Ram mình rụng đó các bạn. Bị hẹo thì các bạn sẽ bị mất tướng liền. Mất tướng và mất sao rồi các bạn bị mất thịt. Đối với những hàng VIP thì người ta còn farm mà còn nghiên cứu làm sao mà đỡ tốn thịt nhất nữa kìa. Ok. Một con Ivan. Rồi chúng ta sẽ tiếp tục ha. Toàn là mấy cái team mà nhìn vô là rén rén không à. Rồi để xem thử không. Ê, không có Ram với cả bet sợ team mày đánh không lại, để xem nha. Không có Ram thì mình nghĩ là vẫn được, nhưng mà thiếu bet thì hơi khó cho cái team này. Ok, vẫn duy trì được sự sống, vẫn đánh được là ổn nha các bạn. Vẫn duy trì được sự sống, vẫn đánh là ổn nha. Ok, như vậy là xong. Vậy là xong. Rồi, tốn rất là nhiều thịt mà, tốn rất là nhiều đùi ở đây. Rồi, các bạn có thấy ở đây này, khu định cư này. Đó, trong quá trình chúng ta đi chiếm làng thì chúng ta lỡ chiếm đất rất là nhiều. Và những cái đất này các bạn thì nó cho ra cái sản lượng thì rất là thấp. Sản lượng tinh chất theo giờ rất là thấp. Các bạn nên bỏ nó đi. Rồi sau đó thì chúng ta sẽ đi tìm thêm những cái làng 3 hoặc là làng 2. Nói chung là chúng ta sẽ farm thêm những cái làng để mang về thêm những giá trị tinh chất theo giờ. Để chúng ta đẩy cái sản lượng tinh chất này cho nó cao cao lên các bạn nha. Thì chúng ta sẽ mau tăng bậc cái chỗ này được, mau tăng cái thánh vật cũng như là mau tăng bậc được các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ tiếp tục mình phan ở đây. Đó, ví dụ ở đây ha, mình sẽ dùng con AC mình phan tiếp. AC mình phan tiếp. Form này thì không cần Ana đâu các bạn, mình bỏ nhầm thôi. Con Ana này chỉ sử dụng để kẹp vào team farm đầu game thôi các bạn. Chứ con Ana mà dùng trong cái form này thì mình thấy không cần thiết lắm á. Thì mình sẽ add thêm cái con bet vào. Cùng mình chỉ nghĩ là ba con add thêm bet rồi. Add cái con bet lân lại ha. Rồi chúng ta cho lại bet lân rồi chúng ta cho lại đây chúng ta đánh. Mình nghĩ ba con theo form này kẹp theo cái con bet lân thì dư sức farm làng 3 đối với con ạc này rồi các bạn. Để xem thử farm nổ nha. Ai dễ mình nghĩ là farm nổ các bạn. Con Ana thì gần như nó đóng vai trò support thôi. Còn con Ram thì nó đóng vai trò là phụ đam là chính. Phụ đam là chính, còn vai trò chính vẫn là AC, Abel với lại Atha. Ba con tam đại Awakening các bạn. Tầm ba con này là mình nghĩ là đủ á. Ba con là đủ ha. Không cần ha, có cái vùng sáng của Atha mới bay đi vậy. Đúng như mình suy nghĩ các bạn, team mình thì chỉ cần ba em này là đủ rồi. Rồi mình sẽ lấy thịt của con Atha ra, mình cho một con Atha khác chỗ này để chúng ta tiếp tục farm. Mình sẽ tháo cái con Abel ra và mình cho con Abel mới vào vị trí này để tiếp tục farm. À, có cả ba AC và cũng hết rồi này, mình sẽ tháo ra và cho vào chỗ đây một con AC. Rồi, hình như là con Atha của mình nó mới có ấn 30, mình sẽ đẩy con này lên ấn 60 để gia tăng thêm sức mạnh cho em nha. Rồi, chưa có nội thất nào các bạn, để xem thử
có boost thêm một tí nội thất cho bà Atha không? Cho bạn Atha không? Có thêm tí nội thất cho Atha thì em sẽ rất là mạnh nha. Rồi đây, mình sẽ lấy cho Awakening Atha đi ha. Mấy món nội thất đây. Danh sách mong muốn. Ok, mình sẽ nâng cho Atha. Thậm chí cái nhà của bạn này như là mình chưa đẩy full thì vậy. Biết ngay rồi mà, nhà của bạn Atha Lia chưa đẩy full thì mình sẽ đẩy full lên, sau đó gia tăng thêm tí sức mạnh. Đi cho nó dễ bạn, đi cho nó nhanh. Ok, Atha Lia có 3 món nội thất độc quyền rồi, chúng ta quay trở lại với sự kiện bất mực. Mình nghĩ tầm 3 con là đủ. Ana với Rem là lúc đầu mình test, mình thử nghiệm rồi mình cho vào thôi. Còn 3 con này là quá đủ rồi bạn. Kết hợp chung với Bét Lân là 3 con này quá đủ rồi. Ba con này là mình nghĩ là đủ rồi, rất là ổn ha. Đối với con ạc này thì ba cái con này là đủ các bạn. Thì ngày xưa thì người ta thường cho full team tướng không gian, nhưng mà theo thời gian thì mấy cái con ở Hoa Kình này nó mới là mạnh hơn so với những con tướng không gian các bạn. Ngày xưa thì những con tướng không gian nó mới ngon các bạn, còn bây giờ thì tướng ở Hoa Kình thì nó mới ngon. Tướng không gian bây giờ thì so ra sức mạnh thì nó không bằng với những con tướng ở Hoa Kình rồi các bạn. Đó, tướng không gian thì ngày xưa thôi, chứ còn bây giờ so ra sức mạnh thì thua với những con tướng ở Hoa Kình trong quá trình farm làng nha. Đầu game Atha sao hiểu sớm rồi. Athalia chắc bị con Nemora kia nó búa tim vô con nào đó, nó quay vô nó cắn mau đi quá các bạn. Rồi hiện tại thì có hai hướng chơi của chúng ta là chúng ta sẽ nâng thánh vực và Wario và tăng cơ. Thì mình thấy trong cái hai cái hướng này chơi theo tăng cơ đối với bạn nào đã có Awakening Chimera là rất ngon các bạn nha. Đối với các bạn newbie thì các bạn chơi lâu đã có một con Awakening Chimera xịn sò, chơi theo cái nhánh mà cái nhánh tăng cơ là cái nhánh cực kỳ xịn, ngon hơn nhiều so với nhánh Wario các bạn. Đây là cái lời khuyên cuối cùng mình ha, các bạn nên chơi như vậy. Rồi đó, bây giờ thì chúng ta lại tiếp tục farm, tìm thêm vài cái làm ba để chúng ta farm thôi. Ạc này thì các bạn nghĩ phan nổi thị trấn một hay không? Mình nghĩ là chắc cũng chưa đủ lực phan thị trấn một đâu. Rồi thì chúng ta sẽ cứ tàn làng ba mà chúng ta đập ha. Rồi bây giờ chúng ta còn vài cái làng ba ở gốc này thì mình sẽ đập nốt để chúng ta gia tăng sản lượng tinh chất theo giờ. Rồi và mình cũng xin phép được kết thúc video mình tại đây luôn nha. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video. Và xin hẹn gặp lại các bạn tại các video lần sau nha. Nếu các bạn thấy hay đừng like, subscribe và nhấn vào chuông thông báo để xem thêm các video mới cũng như là ủng hộ kênh. Chân thành cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều và xin hẹn gặp lại các bạn tại các video lần sau nha. Xin chào tạm biệt. Bye bye.